Xin chào tất cả các bạn ở chơi môn bài lá bịp. Thì ngày hôm nay thì ở công ty cờ bịp làm một cái video giới thiệu để các bạn cái sản phẩm là kính Mỹ 9D nhìn xuyên bài. Thì với cái sản phẩm này thì các bạn đi đến chỗ chơi thì các bạn luôn bộ bài này vào là các bạn nhìn cái bộ bài này là nhìn lưng của nó đấy. Thì tôi sẽ cho bạn xem cái cấu tạo của kính Mỹ 9D này. Đây là hộp kính Mỹ 9D USA đấy, nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ về. Thì bên trong sẽ có một bộ mắt len như này đấy. Cái này thì nó rất là mỏng luôn đấy, rất là chơi dễ chơi và mỏng. Khi mà đeo, ưu điểm mà đeo êm mắt này, không đau mắt này, không cọ mắt này. Đây, tôi sẽ lấy kính cho bạn xem này. Thì khi các bạn lấy thì các bạn nên dùng cái tăm bông này để các bạn lấy cho nó đỡ bị hỏng kính, rách kính nhá. Đấy, nó rất là mỏng rồi. Bên này trong một cặp cái kính này đấy, các bạn lấy ra các bạn để lên tay đeo đấy, để như này. Đấy, vì nó rất là mềm và mỏng, đeo không cộn mắt này, không đau mắt này. Đấy, nhìn bài là siêu nét luôn. Này các bạn nhìn được không? Đấy, nhìn thấy chưa? Rất là mỏng luôn. Thì khi đeo cái kính này thì nhìn bài nó sẽ như thế nào? Thì đây thì cái kính đó, đây là kính thử, tôi sẽ lắp vào camera để mà cho bạn xem. Đây, thì đeo cái kính nhắp camera nó sẽ cái màu như này. Các bạn mà đeo kính Mỹ vào mắt thì nó sẽ rõ hơn. Khi tôi đeo cái kính thử này, đây là một cái bộ bài này. Đây, đây các bạn này, đây một bộ bài này. Khi mà đeo kính này, đấy, bạn nhìn thấy con quy này. Đấy, mà mình không đeo kính mình bỏ ra nó như nào. Đây, tôi sẽ bỏ cho bạn xem nó như một bộ bài bình thường luôn nhá. Tôi cái ấy và tôi đo cho bạn, đọc cho bạn xem từng con một nhá. Rất là rõ luôn này. Đây, quy này, gì này, 10 này, 10 là hình dấu cộng này, 9 này, 8 này, 7 này, 6 này, 5 này, 4 này, 3 này, 2 này, át này. Đấy, chất này, nhìn thấy cái chất này là chất con ca cừ này. Đấy, ca cừ này, các bạn nhìn thấy không? Đây, ca cừ đây. Đấy, đây là con quy cơ này. Đấy, gì này. Đấy, các bạn nhìn không? Rất là rõ nét luôn, các bạn đeo vào mắt thì còn bằng kính 9D nhưng thì nó còn rõ gấp 10 lần luôn. Đấy, đánh tất cả môn bài áp dụng là rất là ok luôn. Này cho bạn xem nhé bạn. Mình chia cho bạn xem. Đấy, bạn nhìn rõ chưa? Rất là ok luôn. Đấy. Thì với cái kính Mỹ 9D này thì các bạn là phải đi theo bài của nó. Bài thì bây giờ tôi có tất cả mẫu bài ở Việt Nam, tất cả các vùng miền luôn. Chẳng hạn như bài rồng đỏ rồng vàng. Đây cho bạn xem này. Đấy. Và Việt Nam rất phổ thông cái loại bài này là bài WK 2021 này. Đấy. Bài đỏ kim cương này. Vỏ trắng này. Xẻ quạt này. Đấy, và đô la. Đấy, đô la trắng, đô la vàng. Đây. Đây là cây bài đô la. Mình trong khu vực phía miền Tây rất hay chơi. Thì các bạn lưu ý một mình một điều là khi cái bộ kính này, cái kính mắt vòng này là phải đi với bài, đi theo bài của nó. Khi các bạn đeo kính này thì phải đi theo bài nó thì nó mới nhìn được nha. Còn bài bình thường ngoài chợ là không thể nhìn được. Thì nhà tôi thì bài rất là nhiều, mẫu mã rất là nhiều luôn. Đó, cái loại gì cũng có để cho các bạn là chơi. Bên nhà tôi có hai trụ sở chính ở Hà Nội và Sài Gòn. Thì các bạn mua thì các bạn có thể qua trực tiếp Hà Nội và Sài Gòn, các bạn alo cái số điện thoại trên màn hình. Đấy, thì ngoài kính Mỹ 9D này, bên nhà tôi còn bán thêm cái kính nhá của Nhật Bản này. Kính nhôm. Đấy. Kính này đeo rất ok và kính nhá. Mỹ hộp gỗ này, rất nhiều dòng kính để cho các bạn lựa chọn nhá. Các bạn cứ alo ở video trên màn hình. Đây là số điện thoại đấy. Sản phẩm kính này thì đeo rất là bền luôn, đi chơi cả năm luôn không hỏng được. Đấy. Cái video tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu các bạn về cái máy đánh bài bịp mã vạch. Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì công ty máy đánh bài bịp CVK Việt Nam này làm một cái video để giới thiệu đến các bạn cái dòng sản phẩm mới ra mắt của hãng. Đấy, như là dòng sản phẩm mới nhất của hãng này. Đầu tiên là máy đánh bài CAC 700 này.
CVK900 này, CVK680S và một con máy đánh bài ngụy trang trên nền chiếc Samsung kia, cái vỏ hộp hồng kia. Thì sau đây sẽ đi vào test cho bạn chi tiết từng dòng máy một. Đầu tiên là con CAC700. Đấy, vỏ hộp này rất đẹp luôn. Đây, đây là máy của nó. Nghe thì bên trong là ẩn chứa là 12 camera hỗ trợ tất cả các môn bài Việt Nam. Ngoài Bắc phải chơi ba cây liêng, sâm, phẩm, chắn, trong miền Nam chơi bài cào này, binh Ấn Độ, binh sập sám, gờ lâm lá và bỉu. Cái phần cứng thì làm giống như một chiếc iPhone 8 này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Cái này nghe gọi nhắn tin bình thường nhá. Rồi tôi sẽ vào môn chơi tôi kết cho các bạn xem này. Đây, môn chơi là ở bên trong này. Đấy, phải có mật khẩu nó mới vào được nhá. Đây là trò chơi này. Đấy. Tôi sẽ kết cho các bạn môn liêng. Một trong môn bài rất là phổ biến luôn. Tôi để 4 người chơi. Để 4 người chơi và báo một nhà lớn nhất cho nó nhanh. Thì khi chơi á là các bạn đeo cái tai nghe vào Bluetooth không dây siêu nhỏ này nhá. Đây. Đây là cái tai nghe Bluetooth này. Nó sẽ báo kết quả vào tai cho các bạn. Bây giờ tôi đang để ra ngoài. Đây, đặt này. Cắt đi này. Báo rất là nhanh luôn. 4 người chơi, 1-1. Chắc chắn là một lớn nhất rồi. Đấy. Liêng luôn. Đấy là liêng luôn này. Đấy. Những nào còn lại này. Không có gì luôn này. Đấy. Máy báo 1 là một liêng luôn đấy. Máy báo siêu nhanh, siêu chuẩn xác. Trong quá trình chơi là các bạn để tăng giảm được số người chơi nhá. Bằng lưu âm lượng các bạn bấm lên nó sẽ lên. Ví dụ có người vào hay người ra. Thế bây giờ sẽ chuyển sang môn tiếp theo là môn bài cào. Bài cào miền Nam. Đây, môn chơi này, rất nhiều môn chơi này. Tôi vẫn để một báo một nhà lớn nhất nhá. Các bạn có thể để báo nhiều nhà. Có thể là hai nhà hoặc tất cả. Có bao nhiêu người trên bàn nó sẽ báo tất. Tôi sẽ chuyển sang môn bài cào này. Báo 2. Đấy. Đấy. Nhìn 2 máy 1, 2, 2 là 7 điểm lớn nhất. Đấy. Báo là cực chuẩn xác luôn. Những nhà lại thấp hơn. Đấy. Đấy xong quá trình chơi các bạn muốn tăng giảm số người chơi các bạn bấm tăng người đây. Bấm luôn lượng này. Đấy. Test thêm cho các bạn là môn cái bài môn bài ở trong miền Nam đó là môn bài binh Ấn Độ. Hay còn gọi là ba cây đôi. Tôi sẽ để 4 người chơi và báo một nhà lớn nhất. Đấy, một mình Ấn Độ nhé. Để ngang dọc bài quan trọng này. Đấy, báo 1 thì là một lớn nhất. Đây, môn binh sáu lá các bạn nhìn này. Chuẩn chưa? Máy báo chuẩn xác 100% luôn. Tiếp theo thì giới thiệu với các bạn cái máy bài CVK900. Sẽ bỏ cái máy này đi. CVK900 đây. Đây, con máy bài này ngụy trang trên một con iPhone 13 rất là đẹp luôn. Đấy. Tôi sẽ cho vào con test cho bạn một liêng luôn này. Cái máy rất là đẹp. Rồi tôi sẽ test liêng này. Các bạn nhìn thấy máy rất đẹp luôn này, iPhone 13 này. Đấy.
liêng. 733 chắc là ba lớn nhất rồi. Đấy, 9 điểm này. Mạnh này là 9 điểm này. Đấy. Về một liều nhá. Đấy, cái này thì tăng giảm số người chơi bình thường. Máy đặt đã báo rất nhanh. Đấy, cắt đi là báo. Rất là nhanh. Đấy là máy CVK 900. Đấy, có cho bạn xem lại. Tiếp theo là con CVK 680. Đây, con này thì được nguyên trang trên một lề một chiếc iPhone 8. Cũng trên lề một chiếc iPhone 8 rất là đẹp luôn. Tôi sẽ test cho bạn xem này. Tất cả các máy nó sẽ có mã khác nhau nha, cho nên là không phải ai cầm vào máy mình có thể biết được các môn chơi như nào. Cái này thì đánh 3 cây liêng sản phẩm đủ hết. Tôi để 5 người chơi và báo hai nhà lớn nhất môn liêng đi. Đấy. Đấy, các bạn tăng giảm môn chơi luôn được này. Đây, đặt bài đây. Ngang dọc bài quan trọng, đặt là báo thôi. Đây. 6 người chơi này, mẹ báo 3. À, số người chơi là 5 này, mẹ báo 3, 2. Đấy. 3, 2, 1, 2, 3. Đấy, 7 này. Đấy, đợi 7. Đấy, những nhà còn lại thấp hơn. Đây là thấp. Máy báo là chuẩn xác 100%. Đánh tiếp các bạn đây, bạn nếu các bạn giảm người chơi này. Đấy. Bấm vào đây này. Đấy, 3 người chơi. 2 người chơi được, báo hết. Để 3 người chơi nhá. Ba một ba người chơi, ba một ba nha, ba này. Đây là tôi để cái bài xuống nó sẽ báo lại nha. Đấy. Thì đúng được có lẽ là 31 của nó là 31 này. Đấy, 3 này, 1 này, một liêng nhá. Bạn thấy không, chuẩn xác 100% luôn. Nó rất là nhạy, các bạn đặt bài đó là nó báo thôi. Đấy. Ngang dọc không quan trọng. Đấy. Đây là con máy đánh bài CVK680S. Đấy. Tiếp theo là con máy đánh bài CVK nguyên trai trên nền mẫu Samsung. Đây cho bạn xem luôn. Đây. Tôi sẽ test cho bạn môn bài liên tiếp nhé. Nó chuyển sang môn bài cào đây. Đây. Đấy. Đây. Các bạn để đúng cái chiều camera của nó.